cái khăn bự tôi giảng hàng để bạn làm gì, thì mình chỉ các bạn cách ăn mà bằng mấy cái khăn bự này đó. Là các bạn làm gì nè, thì là các bạn đó xong chùm vô, các bạn chùm như nào, cái này là để chống lại coronavirus nha bạn đó. Sau đó các bạn ăn gì nè, ăn một sushi nó sẽ sao mà ăn sushi nó hấp được corona múc cái này à, đó rồi các bạn làm sao giỏi rồi, giỏi lên ăn được đó rồi các bạn hãy xuống lại. Ồ, cái này là để chống lại coronavirus nha bạn. Chào các bạn, chào mừng trở lại với channel Nước Beatrice Entertainment, chuyên một chốc tấu hài du lịch nha các bạn. Thì hôm nay cùng khám phá ẩm thực Lyon với mình tại một cái nhà hàng rất là có tiếng tại Lyon, là bắt đầu từ năm 1937, tức là 80 mấy năm rồi các bạn. Đó, thì ở Lyon thì có một cái chuỗi nhà hàng đặc biệt gọi là Buisson Lyonnais, tức là cái chuỗi những cái nhà hàng nhỏ nhưng mà có đặc sản của Lyon các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái nhà hàng này, tức là nhà hàng có từ năm 1934, hoàn toàn chỉ có đặc sản của Lyon và cái vùng lân cận thôi các bạn. Các bạn bây giờ vô nhà hàng để xem là trong nhà hàng có cái gì nha các bạn. Đó thì các bạn thấy một cái Buisson Lyonnais là như vậy các bạn, cái nhà hàng rất là nhỏ nhưng mà trang trí rất là cổ điển các bạn. Đó các bạn thấy ở trên đó, đó một cái đèn trần rất là cổ điển. Đó, đây là ông chủ đang tu luyện như điên các bạn. Đó. C'est pas compris. Đó. Thì các bạn biết cái cục này là cục gì không? Đó. Cái cục này á là cái cục mà để mà chủ nhà hàng bạn, ví dụ có ăn cướp nó cầm cục này nè, đấm vô đấm một cái bể đầu thằng ăn cướp bạn, đó gọi là cái cục này là gì á. Đó, nhưng mà thật ra bể đầu cái này là tiêu các bạn, các bạn xoay này là tiêu nó sẽ rớt ra ngoài, tức là trong đây có tiêu hột nó xay nó rớt ra ngoài nè. Cái này đa năng các bạn, là có thể là chống lại ăn cướp, chống ăn cướp mà nhiều có thể làm ra tiêu được các bạn. Mà ví dụ mà ăn cướp mà các bạn thấy xịt tiêu vô ăn cướp chảy nước mắt chạy luôn bạn. Đây, các bạn nè, các bạn biết vô nhà hàng mà bên Tây á, lúc nào người ta cũng cho các bạn hai cái ly thì phải biết là cái ly nào uống nước, cái ly nào uống rượu bạn. Đó thì cái ly nào bự hơn á lúc nào cũng là uống nước, không cái ly nào nhỏ lúc nào cũng là uống rượu, chứ không có uống lộn xộn không. Đó, còn thí dụ mà nó cho mình thí dụ trà đá hay là gì coca thì uống ly nào giờ, thì cái đó là cũng là một câu hỏi mình không biết trả lời luôn bạn, không biết uống trà đá uống ly nào. Chết mẹ, hồi nãy mới hỏi bà Tây nói lộn má, cái ly lớn này nè mới là cái ly mà uống rượu bạn, còn cái ly nhỏ này nè, cái ly nhỏ là uống nước, cái ly lớn là uống rượu. Đó, các bạn đừng có lộn nha. Đó, còn trà đá nước ngọt mình không biết uống ly nào, đó, bỏ tay luôn. Các bạn đó, các bạn biết rượu này là nó tên là Côte du Rhône các bạn, có nghĩa là những cái vườn nho mà người ta trồng ở kế bên bờ sông Rhône nữa các bạn. Bờ sông Rhône là bờ sông chảy qua Lyon. Đó. Các bạn uống này á, một ly này bao bạn biết nhiêu không? À, 150.000 bạn. Đó, một ly 150.000, bởi vậy các bạn uống không phải uống nhanh được, uống cái bọc cái hết là giống như rượu đế là thấy mẹ đó, không được. Phải uống gì được bạn đó, các bạn phải vô hồi trước nó cần cái mùi gì? Cái mùi thí dụ thấy ngon không? À, sau đó các bạn mới đầu uống chút xíu thôi nha, chút xíu thôi. Đắng quá. Đó, bình thường mình uống coca chứ mình đâu uống rượu vang đâu bạn, mới uống vô đắng nhé. Thôi vậy bạn. Đó, các bạn cứ đi theo mình vô nhà hàng Tây, mình sẽ chỉ các bạn học cách ăn theo kiểu Tây các bạn. Các bạn làm theo mình bảo đảm vô nhà hàng nào nó cũng chửi hơn bạn. Các
các bạn, món đầu tiên đã tới thì mình giới thiệu các bạn món này gọi là gì. Món này gọi là món trứng, món một món trứng đặc biệt của miền Bourguignon nha các bạn. Bourguignon thì không phải là Lyon mà là một vùng ở kế bên Lyon các bạn, nó gọi là món ốp Meres. Đó là món này rất là đặc biệt các bạn. Thì ở trong này có gì? Có trứng, có trứng đây, có trứng nè các bạn, có bánh mì, có gan ngỗng các bạn, gan ngỗng đặc chủng của Pháp, và ngoài ra còn có một cái nước sốt rất đặc biệt của vùng Bourguignon, đó gọi là sốt Bourguignon đó các bạn. Đó. Thì sau này bây giờ mình sẽ review các bạn cận cảnh ăn món này như thế nào các bạn. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu mày một món khác đây, gọi là món salad Lyonnais nha các bạn. Món này thì có cái gì? Món này thì là, đây là một món salad. Đây là món salad, nhưng mà ở trong đó thì các bạn có thể thấy nó có lạc đông các bạn, tức là thịt heo hun khói các bạn. Có phô mai các bạn. Đó, có salad. Đó, có đủ thứ đâu các bạn. Đó. Thì mấy món này ăn hoàn toàn với rượu vang nha bạn. Ăn món Pháp thì phải ăn với rượu vang. Rồi, bây giờ vô ăn thử món ốp Meres cùng miền Bourguignon coi như thế nào nha các bạn. Đây các bạn, đó, ốp Meres. Thì muốn ăn món này thì đầu tiên các bạn phải lấy cái miếng bánh mì này. Đó, đây là miếng bánh mì các bạn. Các bạn chấm vô nước sốt. Nước sốt này là nước sốt miền Bourguignon các bạn. Đó. Quá ngon các bạn, cái nước sốt miền Bourguignon này tuyệt vời các bạn. Mình nói các bạn mà đi ăn món Tây á, các bạn biết ăn á, biết món nào hợp khẩu vị người Việt ăn rất là ngon luôn. Còn nếu không biết không thì vô ăn mấy món gì phô mai gì đó, nó đắng nhét cho các bạn thấy ớn luôn. Còn hôm nay á mình uống rượu vang, tại sao? Tại để cho nó ra oai thôi các bạn, chứ thực ra là mình uống coca chứ uống rượu vang đắng nhét có gì hay á. Nhưng mà thôi bây giờ thấy đi vô một ly bút xô đi vô nè, nên uống rượu vang cho nó ngon. Bây giờ mình sẽ thử món ốp Meres. Đó, mình thử cái gọi là trứng. Các bạn thử cái cục trứng coi nó ngon như thế nào này. Cái mi cục này là cục gì? Cục này là cục trứng các bạn. Đó. Thử cục trứng nó ngon như thế nào các bạn. Quá ngon các bạn, quá trời ngon. Vô 1, 2, 3 vô. Còn này là những cái cục gì ở trong nước sốt, mình không biết cục gì, ăn luôn mà khỏi còn biết. Mình có thể nói các bạn biết là siêu ngon. Bây giờ mình tiếp tục ăn cục trứng thứ hai để coi cục trứng thứ hai nó có ngon cục trứng thứ nhất không các bạn. Đây. Các bạn thấy đây là cục trứng các bạn. Đó, một cái cục trứng này, ăn nguyên cục trứng này vô miệng luôn các bạn. Ừ.
thì các bạn thấy á, trên YouTube các bạn, một cái là những cái nhà giàu, người già giàu, người ta vô người hàng Tây, người ta ăn rất là tinh tốn giống như là người Tây vậy bạn, cũng có nhiều. Thứ hai là những người nhà nghèo hoặc là những người mà thô bỉ, người ta vô nhà hàng street food người ta ăn, phải không? Còn mình là người thô bỉ, người thô bỉ nhưng mà vô nhà hàng Tây ăn luôn, phải không? Thấy không? Thấy, thấy các phong cách mình hay chưa? Đó, quá quá hợp lý luôn bạn. Các bạn à, bây giờ mình cho bạn biết là nếu mà các bạn qua nhà hàng Tây mà thời điểm mùa dịch nha các bạn, các bạn thấy đó, mình cho mấy bạn là cái khăn bự tô chản hàng để các bạn làm gì, thì mình chỉ các bạn cách ăn mà bằng mấy cái khăn bự này đó, là các bạn làm gì nè, thì các bạn đó xong chùm vô cái bạn chùm như nè, cái này là để chống lại coronavirus nha các bạn, đó sau đó các bạn ăn vậy nè. Un souche, non, ça mange, un souche, sinon, rappelle le corona. Một cũng cái này là, đó, rồi các bạn làm sao? Giỏi rồi, giỏi lên tăng dược. Đó, rồi các bạn hãy xuống lại. Đó, cái này là để chống lại corona virus nha các bạn. Người mẫu điện ảnh luôn đó, đó. À, từ bức tranh xuống đó. Bây giờ thì món tráng miệng đã được lên, thì các bạn thấy món này món gì? Thì món này các bạn, người Pháp họ gọi là crème caramel các bạn. Đó, crème caramel có nghĩa là gì? Crème có nghĩa là kem các bạn. Caramel là caramel. Đó, thì rất là crème caramel. Nhưng mà thật ra là họ nói tầm bậy tầm bạ các bạn. Tại vì người Việt Nam mình gọi là gì? Bánh lăng các bạn. Đó, thực ra chỉ là bánh lăng thôi, có gì hay ho đâu mà bị đặt nói crème caramel làm tổ thấy ghê. Một cái cục này 7 euro các bạn. Tất nhiêu? 7 euro là 200 ngàn ăn có cái cục này. Đó, bó tay luôn. Đó. Vừa ăn vừa ngồi tiết tiền các bạn. Đó. Bây giờ mình thử bánh lăn 7 euro, bánh ăn 200 ngàn coi nó ngon như thế nào các bạn. Đây, một cục bánh lăn thử rồi. Đúng là có hương vị đặc biệt bạn. Cái này ngon hơn bánh lăn trong siêu thị bạn. Thật ra cũng đúng thôi. Các bạn nghĩ bánh lăn trong siêu thị nó bao nhiêu tiền? Chắc 10.000 Việt Nam. Con này 200.000 bạn, tức gấp 20 lần. Hàng chi nó mắc, hàng chi nó ngon vậy, đúng rồi. Nó không ngon nữa, chắc bán lúa giống. Đó. Thì bây giờ nhân tiện mình cũng sẽ trả lời những anti-fan của mình nha bạn. Tức là mình làm view tốt phải không? Thì thật ra chỉ có 5% là được khen thôi, còn 95% là bị chửi các bạn. Đó. Tức là chửi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải luôn. Thì đó, thì có một anti fan chửi là đúng là thằng hay lúa đó, thì mình nói luôn, thì trên channel của tôi là hay lúa mà giờ tôi không làm hay lúa chứ tôi làm gì, đúng không đó. Còn một anti fan khác chửi là có tiền đi nhiều nơi mà quay tàu lao không đó. Thì bây giờ mình cũng trả lời luôn. Ông thử ngon thì ông thử quay đi, ông quay ông mới biết là khó khăn đó. Chứ còn gì mà quay tàu lao đó. Một anti fan cho chửi gì cái gì đờ mờ gì đủ thứ, thì mình cũng trả lời luôn.
rảnh quá, ông bộ ông rảnh quá, chửi gì tự nhiên lên YouTube trên hộ tôi chửi đờ mờ. Rồi còn gì nữa không? Còn nhiều người chửi lắm bạn, nó không lại là mình làm chỉ được 5% được khen, mà người quen khen không à, còn người lạ thì vô chửi như điên luôn. À, thì nhưng mà mình vẫn là cố gắng làm cho các bạn, tại vì đó là sự nghiệp YouTube vĩ đại bạn. À, thì đó giờ tiếp tục ăn bánh lăng của Pháp mình 7 euro coi nó còn sao. Thì sau video này thì các bạn cũng đã được biết được là trong một cái Buisson Lyonnais, tức là một cái nhà hàng đặc sản của miền nghệ cũ thành phố Lyon, thì ăn uống như thế nào các bạn, đó, quy tắc ăn uống như thế nào mình đã chỉ các bạn hết rồi đó. Thì các bạn làm theo mình, bảo đảm các bạn ăn ở chỗ nào cũng bị chửi các bạn đó. Nhưng mà ai thích bị chửi thì cứ việc làm theo mình. Rồi các bạn thấy mà các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, subscribe, đăng ký kênh cho mình để mà mình phát triển channel thêm bạn, mình sẽ ra được nhiều video mới còn hay hơn, hấp dẫn hơn nữa. Đó, tức là nhiều khi các bạn ăn bây giờ chỉ là level này, bây giờ là chỉ bị chửi không, mai mốt có ngày còn bị, có mày các bạn ăn luôn với mình còn bị quýnh luôn các bạn đó, bây giờ mới bị chửi, lần sau này mình ăn sẽ bị quýnh luôn không. Rồi thôi, nhớ subscribe nha các bạn, bye bye, chào tạm biệt.